Xin chào tất cả quý khách hàng thân yêu đang theo dõi live stream của Viện Thẩm mỹ Diva. Và Trúc Linh đố mọi người nha, hiện tại Trúc Linh đang có mặt ở đâu? Chắc mọi người cũng đoán ra rồi đúng không ạ? Hiện tại Trúc Linh đang có mặt tại phòng chăm sóc da của Viện Thẩm mỹ Diva. Và bây giờ xin mời tất cả mọi người chúng ta sẽ cùng đi một vòng đi để tham quan được là cái không gian cũng như là không khí trong ngày hôm nay tại phòng chăm sóc da sẽ như thế nào nhé. Xin mời. Như mọi người có thể thấy nha, trộm vía ngày hôm nay thì rất là đông khách hàng đến đây để sử dụng dịch vụ tại Viện Thẩm mỹ Diva. Và Trúc Linh xin cảm ơn tất cả quý khách hàng rất là nhiều vì đã luôn tin yêu, luôn đồng hành cùng với Viện Thẩm mỹ Diva nhé. Và hiện tại chúng tôi đang có rất là nhiều những cái chương trình ưu đãi phải gọi là rất hấp dẫn được áp dụng cho đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2023. Chương trình săn sale hết sảy, khoe sắc chào hè. Chúng ta có thể đến đây sử dụng dịch vụ chỉ với giá là 55.000 thôi. Với các dịch vụ ví dụ như là làm hồng môi CO2 nè, để tóc da nè, vân vân. Và chúng ta làm với những cái dịch vụ cao cấp hơn chỉ với giá là 555.000 thôi. Ví dụ như là trị nám tàn nhang bằng laser, tắm trắng da body vân vân. Và chúng ta đến đây vừa làm môi, vừa làm mày, vừa chăm sóc da luôn chỉ với giá là 5.555.000 thôi. Và còn rất là nhiều những combo khác nữa, rất là hấp dẫn luôn đúng không ạ? Đối với những khách hàng cũ, chúng ta còn có cơ hội nhận ngay một cái thẻ trị giá 3 triệu đồng. Cho nên là quý khách hàng ơi, chúng ta hãy cùng đến ngay với Viện Thẩm mỹ Diva nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của khách hàng khi đến đây sử dụng dịch vụ tại Viện Thẩm mỹ Diva nè. Dạ, em chào chị ạ. Chào em. Chào chị ơi, hiện tại chị đang cấy collagen đúng không? Đúng rồi em. Hôm nay là buổi thứ mấy rồi chị ạ? Hôm nay là buổi thứ hai ha. Dạ, vậy thì chị có cảm nhận như thế nào sau khi mà mình cấy buổi đầu tiên xong? Chị thấy là da có cải thiện mà chị rất là ngạc nhiên. Tại vì hồi trước á, vùng da ngay gò má của chị nó bị hô sạm với bị nám nhiều lắm. Chị không có dám ra đường. Cái chị tới Diva điều trị á, chị thấy từ từ da nó đẹp lên, sờ vào căng mịn thích lắm. Dạ, em cảm ơn chị rất là nhiều. Em tin chắc là sau khi mà mình đi xong một cái liệu trình á, thì da của mình sẽ đẹp hơn nữa đó chị. Dạ, em cảm ơn chị rất là nhiều vì đã luôn tin tưởng, luôn đồng hành cùng với Viện Thẩm mỹ Diva. Em chúc chị sẽ luôn xinh đẹp nè, luôn thành công trong cuộc sống chị nha. Cảm ơn em nhiều nha. Chúc Diva sẽ ngày càng phát triển và có thêm nhiều khách hàng nữa tới sử dụng dịch vụ của mình em ha. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Và bây giờ chắc là Trúc Linh sẽ phỏng vấn thêm một vị khách hàng nữa đi nhé. Dạ. Em chào chị ạ. Chào em. Dạ, chị ơi, ngày hôm nay mình hiện tại mình đang sử dụng dịch vụ gì vậy chị? Chị đang chăm sóc da đó bé. Lúc trước chị tới đây, chị chăm sóc da thì da chị nó căng mượt. Thì chị cũng được bạn bè khen. Nên là chị tranh thủ thời gian rảnh rỗi, chị tới đây chị chăm sóc tiếp. Dạ, vậy thì nãy giờ trong là lúc làm á, chị có cảm thấy là mình bị đau rát hay là khó chịu chỗ nào không? Chị cảm thấy thoải mái lắm bé. Thì chị làm trong cái không gian này nè, nó vừa thoải mái mà nó vừa mát nữa, mới lạnh nữa. Nói chung là về cái phần dịch vụ của Diva, chị thấy rất là tuyệt vời. Dạ, em cảm ơn chị rất là nhiều. Hy vọng rằng là chị sẽ luôn luôn tin yêu cũng như là đồng hành cùng với Diva bên em nha. Chị dạ, cảm ơn. Em trả lại không gian để mình thư giãn chị nha. Dạ, chúc chị sẽ có những cái phút giây thật là tuyệt vời tại Viện Thẩm mỹ Diva ạ. Chị cảm ơn em nha. Dạ, cảm ơn chị. Vừa rồi thì chúng ta vừa lắng nghe những chia sẻ của khách hàng khi đến đây sử dụng dịch vụ tại Viện Thẩm mỹ Diva. Và tại đây thì chúng tôi trang bị những trang thiết bị máy móc phải gọi là hiện đại bậc nhất, được nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu để đem đến những cái trải nghiệm thật là tốt cho khách hàng khi đến đây sử dụng dịch vụ. Chúng ta có thể sử dụng dịch vụ ví dụ như là trị mụn nè, trị nám, trị tàn nhang, tóc trắng vân vân. Cho nên là quý khách hàng ơi, chúng ta hãy cùng nhanh chân đến ngay với Viện Thẩm mỹ Diva. Chương trình ưu đãi của chúng tôi được áp dụng đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2023 luôn ạ. Và nếu như có bất kỳ những thắc mắc nào thì chúng ta có thể liên hệ ngay qua số hotline là 1900 2222, hoặc là chúng ta có thể comment ngay dưới livestream này để các bạn tư vấn viên có thể tư vấn cho mình một cách cụ thể nhất nha. Còn bây giờ thì chắc là Trúc Linh xin phép được dừng livestream tại đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.